trong chứ. Dạ vâng, em Hải xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, buổi tối ngày hôm nay thì em Hải thấy ở phố đi bộ Nguyễn Huệ mọi người đang tổ chức một cái sự kiện khá là lớn đấy, đó là sự kiện không gian giới thiệu sản phẩm dịch vụ tăng trưởng xanh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai. Dạ thì buổi tối ngày hôm nay em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo ở bên trong khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như là đường Lễ Lợi để mình cập nhật những hình ảnh buổi tối ngày hôm nay gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình nhé. Em Hải thấy là sân khấu này đầu tư cũng khá là kỹ lưỡng và quá trình chuẩn bị phải đến một tuần đó mọi người, thì mình thử vào bên trong này xem như thế nào. Cũng như là mình sẽ đi từ phố đi bộ Nguyễn Huệ mình lên đường Lê Lợi. Mình thấy cái nhìn khá là đẹp, cái nhìn rất là đẹp luôn. Thì rất tiếc là ngày hôm nay thì mưa, nếu mà không mưa thì hôm nay phố đi bộ Nguyễn Huệ phải đông nghịt người luôn đấy. Nhìn đồ họa thiết kế rất là đẹp, mọi người thực sự là đầu tư khá là nhiều với được như thế này. Ai khu triển lãm sản phẩm công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, công nghệ hỗ trợ những thành tiệu cách mạng công nghiệp 4.0. Vâng, thì đây mọi người thấy, cô chú anh chị mình thấy là các công ty ấy, người ta đang giới thiệu những cái sản phẩm. Và nhìn cũng khá là sò này, cái này em hãy nhìn giống cái tray cam mọi người. Đang giới thiệu sản phẩm. Đúng rồi, cái này là cái tray cam để quay phim. Đây bên kia có tray cam to hơn nữa. Cái này to giá mà mình tiếp tục đi nha. Đây, những gian hàng mỹ phẩm, dược phẩm rồi giới thiệu khá là nhiều. Ở đây em Hải thấy là khá là nhiều bảo vệ, không biết ở đây thế làm gì nhiều bảo vệ thế, đông nghịt đấy. Đi quay từng gian hàng gửi cho mọi người cùng xem nha. Hôm nay thực sự là thời tiết nó xấu thôi nên không thì cũng thu hút được đông. Mà Hải thấy là có cả khu ẩm thực hay sao? Tiếp theo là mình tới khu vực sản phẩm dịch vụ tăng trưởng xanh xem có gì. Ở bên này có phòng trưng bày xe có Vin cả nhà. Đây có một chiếc xe có Vin này, không biết là xe này để trưng bày hay là sạc không ạ, đúng không? Sạc xe điện.
hồi tắm pin năng lượng mặt trời. Bên kia là xe điện của Vin, mình cũng đi qua lát một quay lại mình sẽ quay cho nhau xem. Ồ, cái chín giữa mọi người, thì quý cô chú anh chị mình thấy là chín giữa đây là những chậu sen rất là đẹp. Rất tiếc là hôm nay mưa thôi. Bán xe điện, xe có VinFast, rồi các cái sản phẩm xanh bên dưới kia khá là đông, để mình cùng đi xuống bên dưới nữa xem có những cái dịch vụ gì bên dưới nữa nha. Đây, đây có rau này, trồng rau xanh đây. Làm bằng những cái chậu nhựa, bên này là trồng cây cà chua. Ví viên tây, ví điện tử đầu tiên dành cho gia đình tại Việt Nam. Với những anh nhiều bậc ví gia đình, ví viên tây cho các người nhà nhỏ các đối tượng viên. Các bạn biết là ví viên tây đã từng sử dụng. Đây là gian hàng này, nước đây, rồi những cái sản phẩm rồi quảng cáo tại khu vực này. Bên này là hệ sinh thái AB này, đây ảnh không biết là cái này là chuyên cái gì. Đấy, còn bên dưới này là khu vực sân khấu này. Xem sân khấu xuống bên dưới này như là có trình diễn thời trang áo dài cả nhỉ. Mình vào xem có gì hay không nhá. Mưa quá. Mưa thì cũng vắng ấy, thì ở đấy không có mấy người. Đó, còn ngày thường rất là đông.
trình diễn của các hoa hậu Á hậu và nhóm người mẫu thời trang. Và xin được phép mời hoa hậu châu Á Kim Vi sẽ cùng tiến ra sân khấu để tặng hoa cho nhà thiết kế Bảo Bảo. Chương trình này. Bây giờ mình sẽ đi hướng về khu vực đường Lê Lợi. À, vâng, thì sự kiện này sẽ diễn ra tới 5 ngày cơ, nên cứ cô chú anh chị mình có thể thoải mái để mọi người tham gia. Chúng em phải thế. À, vẫn đông người nhộn nhịp nhất là vào tối thứ bảy và chủ nhật thôi.
cánh của ta thì mình cảm nhận được. Dạ, quý cô chú anh chị các bạn, mình thì em hãy trục trặc một chút công việc thì bây giờ mình mới quay trở lại được. Đây, người thấy thời tiết thì lại đang mưa rồi. À, khu vực này đóng cửa rồi, chắc là tối ngày mai thì em hãy sẽ quay cận cảnh gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình cùng xem tại bên trong này nhá. Từ đường Lê Lợi này, hôm nay thì nó mưa rồi mình không quay được. Anh không biết là khu vực ẩm thực còn không, nếu còn em hãy sẽ quay cho cả nhà cùng xem một chút trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Nhưng mà mọi người thấy đây, Sài Gòn mưa thì rất là đẹp phải không ạ? Nhìn rất là ảo diệu, đẹp lung linh luôn. À, dạ vâng mọi người ơi, thì đã đóng cửa rồi. Ở đây mọi người đang còn mở cửa này, nhưng mà có vẻ là cũng vắng rồi, thì em hãy vào bên trong quay mọi người nhé. Còn nếu mà cô chú anh chị mình muốn xem sôi động thì tối ngày mai em hãy sẽ quay gửi tới cô chú anh chị mình cùng xem trong buổi tối ngày mai nhé. Hôm nay sẽ quay qua một chút thôi. Vâng, mọi người thì ở đây đóng cửa rồi nhá. Thì hẹn tất cả mọi người vào ngày mai.
anh cũng hơi buồn một chút. Thôi ngày mai mình quay lại.
cần nha, lấy cần nha. Ok, 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 ok. Để tiêu phế cho được. Rồi, trước thôi, mình sẽ đi ngủ ngoài nha. Rồi,